vợ yêu của người đàn ông giàu nhất châu Á bật mí thứ nước đắt nhất thế giới. Thứ nước đắt đỏ mà vị phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á thường uống có giá trị lên tới 1,5 tỷ đồng. Đây là loại nước ngay cả các đại gia cũng khó tìm mua được. Mới đây, bà Nita Ambani, phu nhân của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, khiến truyền thông thế giới kinh ngạc về loại nước uống bình thường mà bà vẫn sử dụng. Theo đó, bà Nita Ambani thường uống nước đựng trong một chiếc bình vàng của nhà thiết kế nổi tiếng Fernando Altamirano. Theo trang Time Now, sở dĩ loại nước này đắt đỏ là do nó được pha trộn giữa nước suối tự nhiên ở Pháp, Fiji với nước sông băng từ Iceland. Đặc biệt, nước ở trong bình còn được ngâm với 5 gram vàng nhằm tạo được độ kiềm. Ngoài ra, chiếc bình đựng nước của vị phu nhân tỷ phú này được làm từ vàng 24 carat. Chiếc bình vàng có dung tích 750ml. Acqua di Cristallo Cibuto Amodigliani đã được Guinness ghi nhận là loại nước đắt nhất thế giới. Bình nước sao hoa này có giá trị lên đến 60.000 đô, tương đương với hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là số tiền đủ để mua ô tô hoặc nhiều món đồ đắt đỏ. Nhiều người cho rằng chính nhờ uống thứ nước có giá lên tới 1,5 tỷ đồng nên bà Nita Ambani mới có được làn da mịn màng không tì vết, cùng diện mạo luôn trẻ trung xinh đẹp dù đã ngoài 60 tuổi. Việc thường xuyên uống nước ngâm vàng đắt đỏ càng cho thấy mức độ chịu chi cùng cuộc sống nhung lụa đáng mơ ước của vị phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á. Bà Nita Ambani sinh năm 1963 ở Ấn Độ, bà hiện là chủ tịch quỹ từ thiện Reliance. Theo CNN, tháng 3 năm 2024, bà Nita Ambani sẽ sớm quay trở lại thế giới truyền thông ở Ấn Độ khi trở thành chủ tịch của một tập đoàn truyền thông trị giá 8,5 tỷ đô ở Ấn Độ. Tập đoàn này sắp nhập chi nhánh của Disney ở Ấn Độ và công ty thuộc tập đoàn Reliance Industries, đế chế kinh doanh khổng lồ do chồng bà là tỷ phú Mukesh Ambani nắm quyền kiểm soát. Tỷ phú Mukesh Ambani hiện là người đàn ông giàu nhất châu Á với khối tài sản lên tới 108 tỷ đô. Theo Forbes, Nita Ambani được đánh giá là người phụ nữ tài sắc, trợ thủ đắc lực góp phần tạo nên sự thành công của tỷ phú Mukesh Ambani. Bà Nita không chỉ xinh đẹp mà còn có sự nghiệp riêng thành công. Trước khi bén duyên với người chồng tỷ phú, bà Nita có xuất thân trong một gia đình trung lưu tận miền Tây Ấn Độ, từng là một cô giáo tiểu học và nghệ sĩ múa cổ điển. Bước ngoặt xảy đến với cuộc đời bà khi bố chồng tương lai xem một màn biểu diễn của bà. Ngay sau đó, vị tỷ phú này đã giới thiệu Nita cho con trai trưởng của ông là Mukesh Ambani. Bà Nita và tỷ phú Mukesh Ambani kết hôn vào năm 1985, hai người có 3 con, 2 trai và 1 gái và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Sau khi trở thành con dâu nhà tỷ phú, bà Nita Ambani được nhiều người biết tới hơn, nhưng bà luôn cố gắng tạo dấu ấn và khẳng định bản thân qua những hoạt động riêng. Trải qua gần 40 năm bên nhau, vợ chồng tỷ phú Mukesh Ambani luôn hạnh phúc và có cuộc sống đáng ngưỡng mộ, với 3 người con đều thành đạt và nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong tập đoàn. Hiện nay, cuộc sống của gia đình giàu có bậc nhất Ấn Độ và châu Á này luôn được dư luận và truyền thông thế giới quan tâm. Ngôi nhà của hai vợ chồng tỷ phú này nằm ở Antamara và được định giá lên tới 2 tỷ đô. Tòa nhà này có 27 tầng và được thiết kế đặc biệt để có thể chịu được động đất lên tới 8 độ Richter. Nước uống ngâm vàng không phải là lần đầu tiên bà Nita khiến truyền thông xôn xao, bởi trước đó vị phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á còn từng diện một chiếc sari trang phục truyền thống ở Ấn Độ, trị giá tới 53.000 đô. Chiếc sari này được coi là đắt nhất thế giới khi được đính ngọc lục bảo, ngọc trai và hồng ngọc. Ngoài ra, bà Nita còn có một bộ sưu tập son môi được chế tác riêng sao cho phù hợp với từng trang phục. Đáng chú ý là vỏ của các thỏi son này đều được làm từ vàng và bạc. Ngoài trang phục, giày, trang sức, nữ doanh nhân còn có đam mê với những chiếc xe sang. Chưa hết, món quà tặng nhân dịp sinh nhật mà bà Nita nhận được cũng khiến nhiều người phải ao ước. Đó là tỷ phú Mukesh Ambani đã mua hẳn một chiếc máy bay phản lực trị giá khoảng 32 triệu đô để mua tặng vợ yêu vào năm 2007.